tôi còn hiểu với mình là cũng kính thưa quý cha, kính thưa quý cụ trần, kính thưa quý chức, đặc biệt ngày hôm nay ngày vui ngày tạ ơn Chúa kỷ niệm 30 năm thành lập của anh em ban canh tiết, tôi đã cảm thấy được bổ khí hạnh phúc vui mừng. Trong tâm tình đấy thì con xin được gọi đến quý cha quý chức bài hát tình Chúa cao vời để tạ ơn Chúa cùng với các anh em ban canh tiết. Xin mọi người cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.